Sư cho con hỏi, có phải mục đích của việc ly dục, ly bất thiện pháp là đoạn tận được dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu hay không? Và dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu được hiểu như thế nào cho đúng chánh pháp? Con mong sư giảng giải cho con. Nếu như quý vị muốn được giảng giải một cách đầy đủ thì vui lòng đọc hai bài kinh hoặc nghe bài giảng về hai bài kinh. Một là bài kinh Căn bản pháp môn, và hai là bài kinh Tất cả lậu hoặc, tức là bài kinh số 1 và bài kinh số 2 của Trung Bộ sư đã có giảng dạy rồi. Bởi vì thời lượng gọi là để giảng dạy cho quý vị về để hiểu như thế nào là lậu hoặc thì nó tốn thời gian, cho nên là muốn nghe cho kỹ thì phải chịu khó tìm hiểu. Còn là những cái làm cho chúng ta phải trôi lăn trong dòng sanh tử thì đó gọi là lậu hoặc. Và phương pháp gọi là ly dục, ly bất thiện pháp thì chưa phải là phương pháp đoạn tận các lậu hoặc. Bởi vì ly pháp chỉ là chứng và trú vào tầng thiền thứ nhất thôi. Tầng thiền thứ nhất tức là sơ thiền là quý vị đã ly dục, ly bất thiện pháp. Nhưng nhớ, ly tức là cách chứ chưa có cắt, tức là mình chỉ tách rời ra thôi, chứ mình chưa có từ bỏ. Mà muốn nhổ sạch gốc rễ của các lậu hoặc thì phải bằng việc thực hành tứ niệm xứ. Cho nên việc thực hành thiền mới chia ra làm thiền chỉ và thiền quán.